Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV. Lúc này tôi đang có mặt ở một con ngõ tại Hà Nội. Hôm nay thì tôi sẽ dẫn đến các bạn một nơi mà tôi tin chắc chắn là sẽ ít người biết được đây là đâu. Một nhân vật cũng rất đặc biệt, đó chính là một nhân vật mà đã từng rất nổi đình nổi đám, một trong những 40 tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá thế giới đã từng học ở Học viện Asrai. Đây là một cái con ngõ mà các bạn thấy là rất là bé. Đấy, thì ngày hôm nay thì tôi dẫn các bạn đi một cái ngõ Hà Nội để các bạn biết rồi. Sung ơi! Dạ! Chào anh, chào anh. Đây, giới thiệu bạn Thái Sung. Thì ngày hôm nay thì tôi đã hẹn trước Thái Sung rồi. Và ngày hôm nay thì cũng muốn tìm hiểu cuộc sống của Thái Sung hiện tại đang sống như nào. Thì anh cũng vừa đến đây quan sát qua, thì em thuê ở đây lâu chưa? Dạ, em mới chuyển qua đây được 2 tuần anh ạ. 2 tuần? Vâng. Từ ra Hà Nội là bao lâu rồi nhỉ? Em ra thì cũng hơn 1 năm rồi, nhưng mà đợt vừa rồi em về mổ, em mới ra lại đây tầm 6 tháng ạ. Mới mổ lại? Em mổ lại lần thứ 2 rồi. Cái này khoảng 7-8 tháng gì đấy. Cụ thể cái chấn thương của Sung mổ lại lần 2 vẫn là dây chằng đúng không? Vẫn là dây chằng, vẫn là chỗ cũ anh ạ. Mất nhiều chi phí không? À, cũng khá chi phí. Ừ. Vâng. Cũng đắt đúng không? Dạ vâng. Thế thuê ở đây thì là em tự tìm ở trên mạng hay là ai giới thiệu? Bạn này làm chung với em nên hai anh em về ở chung ạ. Làm giải bóng đá chung luôn. Cũng là một người cũng giải bóng đá. Dạ vâng. Thế thì hôm nay anh cũng bọn tôi cũng đã liên hệ Sung trước rồi, thì hôm nay Sung cũng đồng ý để cho bọn tôi lên để tham quan và tìm hiểu xem là cuộc sống của Sung hiện tại đang như thế nào. Nhà đây thì anh hỏi một chút là giá tiền thuê bọn em ở đây thì bao tiền tháng, khoảng bao tiền? Chi phí một tháng ở đây tầm điện nước khoảng tầm 3,5 triệu đến 4 triệu. 3,5 triệu là một mình em hay là cả hai? Cả hai. Tức là mỗi người khoảng tầm 2 triệu. 2 triệu, tầm 2 triệu. Dạ. Ok, bây giờ mà Sung dẫn bọn anh đi anh ạ. Đi lên trên. Đi này anh ạ. Ok. Đây là khu trọ này mới sửa lại hả em? Dạ, đang xây thêm phòng ấy ạ. Đang xây thêm phòng. Xây thêm phòng, dạ vâng. Mới sửa lại. Nhà Sung là, trọ Sung là ở tầng mấy nhỉ? Tầng 4 anh ạ. Tầng 4. Đây. Rồi. Đây là phòng trọ của Thái Sung. Ở đây là khoảng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Em cũng từ này khoảng bao nhiêu anh? Chỗ này thì khoảng 10-10 mét vuông. Vâng. Tức là mình sẽ ngủ nghỉ ở đây luôn. Vâng. Sau đó là làm việc. Vâng. Và bếp núc ở đây luôn. Vâng. Thực ra là nhìn như này thì các bạn biết là rất giống với những cái phòng trọ mà công nhân, sinh viên, những người lao động. Ở một phòng như này em thấy ổn không? Ổn này, đầy đủ tiện nghi, cũng ổn. Đầy đủ tiện nghi đúng không? Dạ, vâng. Đây, review kỹ cho các bạn thì thường thì giường ở đây, hai anh em thì nằm ở đây à? Tao em ở trên đấy. Em ở nằm trên các xếp. Dạ, vâng. Tức là trên này sẽ có một cái phòng riêng. Phòng các xếp nữa. Các riêng. Vâng. Còn bình thường thì ở bên dưới này thôi đúng không? Dạ, vâng, sinh hoạt ở đây, tất cả ở đây anh ạ. Đấy, để quần áo rồi là em có hay nấu ăn không? Có, ngày nào cũng nấu. Ngày nào cũng nấu. Vâng. Thường hay nấu món gì? Em ăn thích sườn xào chua ngọt, hay nấu sườn xào chua ngọt. À, vâng. Tự đi chợ nấu cơm. Tự đi chợ nấu cơm. Có cả tủ lạnh nữa. Đây là mình mua hay là ở nhà trọ người ta? Của mình hết ạ, của mình hết. À, tự mua sắm hết. Vâng, cô bạn em ở chung bạn sắm hết. À. Vâng. Tại sao lại có máy tính nhỉ? Anh hơi thắc mắc đấy. Vì em soạn giáo án tập luyện hàng ngày thì em phải soạn giáo án. À. Em phải có máy tính thì em tiện này ạ. Tiện à. Vâng. Tức là cũng phải chuẩn bị giáo án, vâng. Có máy tính. Rồi. Thế thì những cái lúc nào mà em hay ở nhà nhất hay là chủ yếu là đi ra ngoài? Buổi sáng thì thường em ở nhà, buổi chiều em đi dạy. Buổi sáng thường em đi nhà, buổi chiều đi dạy. À. Lịch hàng ngày của em như nào? Thì hàng ngày thì em ngày nào em cũng đi dạy hết. Buổi sáng thì em dạy xong thì có thỉnh thoảng là em cũng đi. Không, cụ thể đi. Một buổi sáng dạy lúc mấy giờ? Tầm 8-9 giờ dạy. 8-9 giờ dạy xong em đi chợ nấu cơm. Chợ nấu cơm xong chiều em đi dạy. Tức là sáng mình dậy xong đầu mình sẽ đi chợ nấu cơm. Dạ vâng. Xong đấy thì là ăn trưa. Ăn trưa xong. Có ngủ trưa không? Dạ, cũng ít, có lúc ngủ lúc không ạ. Vâng. Sau đấy là buổi chiều thường sẽ đi dạy. Dạ vâng.
Sau đấy là một buổi dạy buổi chiều thì khoảng mấy tiếng? Tầm 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi. Có ngày có 2 ca, cũng có ngày có 1 ca. Ừ. Nhưng bận nhất là vào cuối tuần, thứ bảy chủ nhật là bận nhất. Ừ. Thứ bảy chủ nhật là người ta nghỉ nhiều nên em dạy nhiều. Thế sau khi mà về nhà buổi tối thì có hoạt động thêm gì không hay là nghỉ ngơi thôi? Cũng có thể lúc nghỉ ngơi, lúc gặp bạn bè với cả các anh đi làm chung nhau. Vâng. Ừ. À, ngồi đây anh hỏi thêm một chút nữa. Ngồi đây. Thế so với cả cuộc sống ngày xưa thời là còn làm ăn tập, làm cầu thủ ấy, thì ở với cả thời bây giờ thì em thấy cuộc sống nó khác nhau nhiều không? Khác nhau nhiều chứ anh. Ngày xưa như nào? Ngày xưa thì nói chung thì mình đá bóng thì đam mê của mình. Ừ. Đam mê cũng vì cũng kiếm cơm manh áo thôi, nhưng mà cũng khác nhau. Ừ. Công việc này là công việc nó em nghĩ sẽ ổn định hơn là cầu thủ. À. Cầu thủ thì đương nhiên thì cầu thủ sẽ kiếm rất là nhiều tiền thôi, nhưng mà trong thời gian nhất định thôi ạ, không có lâu dài được. Ừ. Nhưng mà nghề huấn luyện này em nghĩ sẽ lâu dài, sẽ ổn định hơn. Tức là bây giờ em thích cuộc sống như này hơn hay là cảm thấy nó ổn hơn thôi? Cảm thấy nó không, cuộc sống nào lúc là cầu thủ em cũng thích. Thì bây giờ nó cũng ổn định hơn, nhưng mà cầu thủ thì nó cho mình nhiều cái. Ừ. Vâng. Ngày xưa anh nhớ là cái lúc mà em là một trong 40 tài năng mà gọi là tương lai của bóng đá thế giới, lúc đấy thì khi mà em nhận được những cái thông tin và rất nhiều những bài báo viết về em, thế thì cái thời đấy thì có suy nghĩ gì không? Chung thì cũng lúc đấy thì cũng báo chí cũng viết nhiều, nhưng mà em thì cũng không nghĩ nhiều về vấn đề đấy lắm. Em nghĩ thì cũng cố gắng mình đá chuyên nghiệp thôi. Ừ. Ngày xưa thì cầu thủ trẻ thì chỉ nghĩ là mình có thể đá được chuyên nghiệp, đó là V-League hay là đá ở đâu đấy. Ừ. Mình chơi được đỉnh cao được nhiều năm thì càng tốt, chứ không có nghĩ là mình sẽ là cầu thủ phải tầm cỡ hay này kia. Bởi vì em nghĩ em không phải là cầu thủ xuất sắc nhất. Ừ. Cũng có nhiều cầu thủ rất là giỏi, rất là nhiều cầu thủ giỏi. Ừ. Thế cho đến thời điểm hiện tại thì khi mình không còn gần như là mất gọi là từ giã sự nghiệp này, rồi là cũng bây giờ không có tên trên cái bản đồ bóng đá Việt Nam nữa, thì em cảm thấy nhẹ nhõm hơn không hay là cảm thấy như nào, hụt hẫng không? Được. Nói chung thì em cuộc đời cầu thủ thì mình chưa có khẳng định được nhiều. Nói chung em cũng chưa khẳng định được nhiều nên em cũng hơi buồn về cái sự nghiệp của mình. Cũng xảy ra rất là nhiều chuyện, cũng như chấn thương này kia em giải nghệ thì thôi, em cũng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống có nhiều cái mới, thì sao cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, thì em nghĩ là con đường em bây giờ đang đi em nghĩ đang ổn định, đang tốt. Bây giờ anh hỏi thêm về một chút cuộc sống, ví dụ cái nhà này là mỗi tháng mình phải gọi là chi trả 2 triệu để gọi là thuê và một chút điện nước nữa. Được. Ngoài ra em còn mất những chi phí gì trong cuộc sống hàng ngày nữa? Thì ăn uống chi tiêu, ăn uống chủ yếu chỉ ăn uống thôi anh. Ăn uống. Xăng cộ đi lại thôi ạ. Một tháng nói chung là chi tiêu khoảng bao tiền? Chi tiêu thì em cũng không nắm chính xác. Nhưng khoảng đi. Khoảng thì tầm nếu tính điện nước thì tầm mình 10 triệu nhỉ. 10 triệu. Thế thu nhập ở cái công việc em đang làm, anh được biết là huấn luyện viên bóng đá gọi là bóng đá cộng đồng đúng không? Vâng. Các bạn nhỏ của một trung tâm. Vâng. Đúng không? Thì là thu nhập mà các thứ nó có ổn không, có bị thiếu không? Vâng, trung tâm thì cũng rất là nhiều trung tâm thôi, nhưng mà hiện tại thì thu nhập của em dạy bóng đá cộng đồng thì em nghĩ cũng ổn định ạ. Có lương tháng không? Có lương tháng mới là có dạy cũng nhiều ca so. Nếu mà so với các huấn luyện viên trong cộng đồng thì em nghĩ là em cũng dạy cũng nhiều ca lắm ạ. Nhiều ca. Vâng. Tức là mình tập trung toàn bộ gọi là trí lực cho cái việc đấy. Vâng. Anh được biết là em cũng có ý định là sau này trở thành một con đường là đi làm huấn luyện viên. Thế là cái con đường đấy thì bây giờ đang đi học như nào rồi? Thì con đường đấy là con đường trước tiên phải học bằng C trước anh ạ. Bằng C trước thì em đã đăng ký câu lạc bộ Đà Nẵng rồi. À. Thì khi nào mà có lớp thì câu lạc bộ sẽ báo cho em biết và em sẽ đăng ký đi học ạ. Ừ. Rồi, tức là mình sẽ chờ đợi đúng không? Chờ đợi. Thế bây giờ ở đây như này thì người thân gia đình ở Đà Nẵng như thế thì bao giờ em về thăm một lần? Em thì có dịp thì em về thôi, vì Đà Nẵng cũng gần mà. Ừ. Đi máy bay về nhanh. Mọi người đấy có động viên rồi là như nào không? Dạ vâng, thì bố mẹ em cũng mong, bố mẹ mà muốn con sau mình sau này mình tốt đẹp hơn. Thì thấy con đường sự nghiệp của em, sự nghiệp đá bóng thì cũng hơi vất vả tí. Bây giờ bố mẹ em cũng vui hơn rồi anh ạ. Ừ. Thì bây giờ ổn định hơn. Bây giờ ra ngoài đây bố mẹ đã bao giờ đến thăm phòng trọ của mình hay chưa? Chưa, bố mẹ em vẫn ở Đà Nẵng. Vẫn ở Đà Nẵng. Để khi nào có dịp gì đấy em bảo bố mẹ qua thăm. Ừ. Chỗ này thì thực ra
với một cái mức sống như thế thì cũng ổn đúng không? Vâng, bố mẹ lên đây thì cũng hoàn toàn ở đây thăm con được mấy ngày mà nhỉ? Vâng. Rồi, đấy các bạn nhìn qua một chút đấy thì tôi cũng đang review cho các bạn. Ví dụ có một cái ở một phòng mà nhỏ như này thì tất cả mọi thứ sẽ chung một cái không gian thôi. Đấy thì quần áo rồi giày dép thì về cơ bản là mình cũng phải mang chuẩn bị hết em nhỉ? Có ở đây chắc là ít đi mua sắm đúng không? Ít anh ạ. Ở đây được cái thoáng, ngoài đây thoáng ấy. Nhiều phòng không thoáng được như này cho anh. Cái ba cùng đấy là em là... Nào kiểm tra tủ lạnh xem là ông để gì trong đây nào. Có gì đâu anh. Đấy, cũng rất nhiều sự chuẩn bị về đồ ăn thức uống, rồi sữa chua. Thường đi dạy thì mang những cái đồ nghề gì không? Chắc là cũng giày, chỉ... quần áo, còi kia thôi anh. Còi với lại đồng hồ. Ừ. Huấn luyện viên rồi. Vậy cầu đồng hồ giày. Thái Sung thì sinh năm 1994, bây giờ ông 29 tuổi. Anh thắc mắc bây giờ không biết là chưa ạ. Em biết câu hỏi gì rồi. Chưa 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 có ý định đúng không? Chưa có người yêu. Dạ vâng. Nhưng mà mục tiêu có mục tiêu được không? Hay là chắc xác định ở đây luôn này. Ở đây. Dạ vâng. Sẽ tìm một bạn ở đây. Dạ vâng. Và sẽ sống ở đây. Dạ vâng. Vâng. Nhiều khi phải có mục tiêu rõ ràng nhỉ? Dạ vâng. Có mục tiêu chứ cứ làm gì có mục tiêu anh ạ. Bây giờ mối quan hệ của Sung là ngoài anh em trong trung tâm ra thì có thêm những cái mối quan hệ nào khác nữa? Là có cũng có bạn bè cũng có, cùng chơi cũng nhau lâu rồi, cũng thỉnh thoảng qua gặp chân gió gặp lâu rồi. Thế những cái mối quan hệ ở gọi là đồng nghiệp thời cầu thủ ấy thì bây giờ em còn giữ không? Cũng có ít cũng có ạ. Ừ. Thì mấy bạn ở Đà Nẵng cũng có gặp, thỉnh thoảng em về cũng có gặp. Thế những cái bạn mà ở Hà Nội hay Viettel bọn em có chơi không? Trước thì có, em hay nói chuyện với Dũng, Đỗ Hùng Dũng ạ. Đỗ Hùng Dũng? Vâng. Ừ. Cũng có, thỉnh thoảng nói chuyện qua lại. Sau này thì từ đây đến hè thì em cũng muốn Dũng về thăm chung em, thăm trung tâm em tí. Vâng. Thì cũng mời một số người rồi. Anh hỏi thật là khi mà nhìn những cái người bạn bè rồi là những người đồng nghiệp mà thi đấu tập luyện rồi thành công như thế thì bọn em có cảm thấy là nhớ với cả cảm xúc không? Dạ vâng. Thì cũng lúc trước thì gặp nhau thì cũng chưa nghĩ là mình sẽ nổi tiếng thành công gì cả. Lúc đá bóng thì gặp nhau lúc xuất phát điểm là con số 0 hết. Thì lúc em đi về đá U19 gặp các bạn thì anh cũng chưa nghĩ là phải là thành công này kia. Thì mỗi người một con đường đi khác nhau. Vâng. Nghĩ là cố gắng nỗ lực hết mình thôi. Còn đi đến đâu thì mình không biết được. Thì nếu thành công thì mình cũng vui cho các bạn đấy thôi. Khi mà mới ra đây thì cái công việc gọi là vất vả nhất em từng làm là gì? Em chỉ dạy đá bóng thôi, em chưa... Chưa làm một công việc khác? Dạ vâng, chỉ dạy đá bóng. Vì em biết chỉ ở Hà Nội mới làm được có cái nghề này thôi. Nên em lúc mới ra đây là em có việc để làm rồi. Là tốt rồi đúng không? Dạ vâng. Tức là trước khi ra Hà Nội thì sau khi nghỉ bóng đá đã bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ làm một công việc khác chưa? Anh biết cầu thủ đá bóng thì chắc... Nghề đá bóng thì chắc không làm, không biết nhiều việc để làm đâu ạ. Nếu mà không có vốn thì phải bắt buộc phải làm những công việc về chân tay. Về đó thì cầu thủ đá bóng thì ít khi người ta làm được lắm. Vì thời gian rồi em hầu hết dành cho đá bóng nên không có thời gian để học. Nên khi mà có ai mà có vốn thì người ta sẽ kinh doanh hay làm gì đấy. Còn em thì em vì em cũng không có vốn liếng nhiều nên bây giờ mình phải bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Cái bằng cấp hiện tại của em có gì không? Bằng cấp thì em thì cấp 3 thì em chưa học hết vì em lúc đi nước ngoài thì em lớp 10 em đi nước ngoài rồi. Dạ vâng. Thế cũng hơi khó đấy. Dạ vâng. Cố gắng vào theo cái nghiệp này và có một cái bằng em ạ. Vâng. Chứ lớp 10 các thứ mà chưa ấy thì cũng khó. Cố gắng kiếm ít nhất là có bằng C ạ. Dạ vâng, bằng C. Em có định đi học thêm gọi là kỹ năng mềm hay là những cái lớp đào tạo gì khác không? Bằng C là em nghĩ là tốt nhất rồi ạ. Bằng C là tức là nó liên quan đến bóng đá thôi đúng không? Tất cả là to lắm ạ, là to nhất rồi. Bằng C thì mình sẽ làm được bóng đá chuyên nghiệp. Đây thì tôi cũng muốn là giới thiệu các bạn luôn là một cái gọi là sự chuẩn bị của một huấn luyện viên bóng đá cộng đồng như nào. Thường thường em chia sẻ đi, em thường hay vào những cái trang nào để tìm? Em hay xem ở trên YouTube rồi. Ai ông suốt cả Dribbling Dream Football này. Nhưng mà mình phải chọn cái nào nó phù hợp. Với lại không nhất thiết là phải bắt buộc phải làm theo như này, mình sẽ cải tiến khác, không có bắt chước như này bởi vì nó có những cái sẽ chuyên nghiệp quá không được.
Tức là ở trên mạng người ta sẽ dạy một số những kiểu kỹ năng đi bóng, vâng, hay là kỹ năng qua người, hoặc là kỹ năng truyền bóng. Nhưng mà mình phải cải biến làm sao cho nó phù hợp với người Việt Nam. Cải tiến là cho phù hợp với trẻ em chứ không phải là người Việt Nam. À ừ, trẻ em, anh xin lỗi. Trẻ em. Trẻ em khó dạy lắm ạ. Nếu ví dụ như đây là em đang tìm về kỹ năng đi bóng đi. Ừ. Cho U9 đi. Ừ. Em đang dạy U9, U13 thì em sẽ tìm những cái gì nó phù hợp. Ví dụ như này, ví dụ nó phù hợp đang thiếu vậy. Ừ. Đấy. Tức là cũng phải có kỹ năng để tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm và mình chất lọc ấy ạ, chất lọc nữa. À. Ví dụ những bài đi bóng đơn giản như này thì nó sẽ phù hợp. Rồi. Với lại em hiện tại em đang dạy coaching nữa. Coaching là một nhóm 4 người đối lại thôi. À. Em dạy kèm á. Tức là các bạn ấy muốn học kiểu rồi, học kiểu chuyên sâu đúng không? Chuyên sâu. Thì em sẽ gọi là tìm hiểu để có những cái bài chuyên sâu riêng. Rồi, chuyên sâu riêng. Dạy nhóm tối đa là 4 người thôi anh. Rồi. 1-1 cũng có, 2-2 cũng có, 3-3 cũng có. Anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Vâng. Cũng kỹ càng. Sau khi mà em học này em có phải nhớ hay là phải lưu vào máy hay như nào không? Em lưu vào máy ạ. Tất cả lưu vào máy hết. Giáo án lưu vào máy hết. Ừ. Rồi em lên một giáo án một tuần đấy. Rồi. Tức là mình sẽ phải lưu rồi là mình sẽ phải có một sự chuẩn bị trước khi mình ra dạy như thế đúng không? Trong vòng một tuần, một tháng, có khi một tháng cũng có ạ. Một tháng. Thường thường một buổi dạy như này thì khoảng bao nhiêu thời gian? Một tiếng 30 phút anh ạ. Một tiếng 30 phút. Ừ. Vâng. Rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải di chuyển ra đấy để xem Thái Trung dạy như nào chúng ta mới kỹ hơn được các bạn. Dạ, vâng ạ. Như này là cũng hiểu hơn một phần là cái cuộc sống hàng ngày của Thái Trung rồi. Dạ, vâng. Tôi cũng đang tò mò xem là ông này ông ấy biết cắm cơm không. Bây giờ thử thách của tôi là do Thái Trung em cắm anh nồi cơm. Okay. Rồi. Đấy. Anh em quan sát Thái Trung nấu cơm. Nấu cơm mà chưa biết ngon hay không mà cắm cơm thì... Cắm cơm thì ngon. Ngon, ngon tự tin đúng không? Tự tin. Em hay ăn gạo gì? Gạo này em mua... À, gạo này bạn ở quê đem lên anh ạ. À. Bạn ở chung với em ở nhà đem lên mang... Ở Đà Nẵng nhá? Không, bạn đang ở chung với em á. À. Bạn ở chung ở... Ừ. Bạn ở Hà Nam. À. Hà Nam anh ạ, Hà Nam. Thực ra miền Bắc mình thì nhiều gạo ngon. Vâng. Anh em sống ở Đà Nẵng quen thì chắc chắn là cái vị ăn nó cũng khác đúng không? Vâng. Em với cả bạn ấy có ăn khác vị nhau không? Hay là cũng em hợp khẩu vị anh ạ, hai anh em hợp khẩu vị. Hợp khẩu vị. Thích ăn sườn xào chua ngọt à? Là thích ăn hơi mặn một tí. Mặn một chút. Nói chung là hai anh em cũng chắc cũng hợp nhau. Hợp nhau thì mới ở được. Vâng. Rồi, anh em xem vô gạo. Ở cái phòng căn phòng như này làm anh nhớ lại ngày xưa anh ở sinh viên. Sinh viên thì cơ bản là phòng y hệt như này. Cũng có một gác xếp. Đấy, xong đầu là tự nấu cơm, tự vò gạo. Rồi, ở xa vậy vui anh ạ. Ừ, bữa sau là ăn được là được đúng không? Vâng. Đây. Rồi, thế là tối nay là có sẵn nồi cơm đấy nhá. Cơm rồi anh. Thế xong rồi là thường đi chợ buổi sáng sẵn rồi, chỉ đúng việc rồi. Là tí về nấu đồ ăn. Nấu đồ ăn. Đồ ăn mặn. Nấu cơm xong rồi tôi cũng muốn hỏi thêm một chút về cái thời điểm mà bây giờ anh thấy em nói chung là cũng quan tâm đến cá nhân rồi quan tâm đến bố mẹ đang ở Đà Nẵng đúng không? Vâng. Thì cho anh hỏi là cái quãng thời gian mà em cảm thấy là gọi là buồn bã và đen tối nhất và mình cảm thấy là nó đáng quên nhất trong cái quãng thời gian của mình từ trước giờ là thời gian nào? Giờ em nghĩ là chắc là lần mổ thứ hai năm ngoái ấy. Ừ. Đấy là quãng thời gian em cũng suy nghĩ tiêu cực nhiều lắm. Lúc đấy cũng lớn tuổi rồi mà lúc đấy bị lần hai rồi chân mình không đi được thì mình cũng không làm ra tiền được. Ừ. Thì lúc đấy cũng suy nghĩ cũng tiêu cực nhiều ấy. Suy nghĩ tiêu cực là suy nghĩ cụ thể em suy nghĩ như thế nào? Thì lúc đấy cũng buồn, nói thật mình hơi buông thả cuộc sống tí. Cũng hơi buông thả tí. Chơi bời. Cũng đã chơi bời. Ăn nhậu, chơi bời. Nói chung thì cũng có thời gian đấy đúng là mình... Nói chung là như vậy là không tốt, thật sự không tốt thật. Nhưng mà nhiều lúc mình sống nhiều cái mình... Đấy thì em sau này cũng nghĩ nhìn bố mẹ đấy cũng... Thôi thì khi mà chân cẳng mình ok rồi thì mình đi là quán đi làm lại. Thì bố mẹ mong mình đi là có công việc ổn định thôi. Cứ thấy cái chân cứ què suốt cũng được. Vâng. Tức là em... chơi bời thâu đêm suốt sáng và lúc đấy đầu óc mình chỉ muốn quên đi
việc mình không thể theo được cầu thủ đúng không? Nói chung thì em thì em cũng không có, không biết thì cũng biết nó như nào nữa. Thì đấy, em cũng biết nó như nào nữa. Tức là cái thời điểm đấy là những người bạn mà gọi là chơi cùng em ấy là những người bạn ở đâu? Những người bạn mà bạn bè em với nhau, bạn bè với nhau thôi anh. Các bạn ấy có khuyên nhủ gì không? Không, ai cũng tốt hết mà anh, ai cũng tốt hết, ai cũng khuyên hết mà. Thì ai cũng muốn công việc ổn định thôi anh ạ. Bố mẹ em năm nay bao tuổi? Bố mẹ em năm nay bố 70 thì mẹ 64. Nhà em có mấy anh chị em? Ba anh chị em ạ. Ba anh chị em. Em là em út. Vâng, em út. Thế các anh chị là lập gia đình chưa? Có gia đình hết rồi ạ. Có riêng hết rồi. Có riêng. Tức là cả quãng thời gian đấy thì tức là đến một ngày tự nhiên mình cảm thấy bố mẹ cũng có tuổi và mình cũng chưa làm được gì. Thế tự nhiên mình suy nghĩ lại đúng không? Dạ vâng, thì bố mẹ có tuổi rồi mà chưa đỡ đần nhiều cho bố mẹ thì cũng suy nghĩ nhiều lắm anh. Thì đó. Xong tự nhiên thay đổi. Dạ vâng. Thay đổi. Cái lúc mà em đến cho đến thời điểm này nhé thì anh em mình cũng vừa nói chuyện nhau xong thì anh thấy là em thấy nếu như mà thời điểm này mà em được gọi là vừa về từ học viện Aspire thì em lại thấy sẽ khác hơn so với thời điểm 10 năm trước đúng không? Dạ vâng, bây giờ bóng đá khác nhiều so với trước. Bây giờ cầu thủ trẻ tạo điều kiện nhiều hơn. Thì nếu được về được khoảng thời gian này thì sẽ nghĩ về một trang khác. Tiếc nha. Thời điểm mà ngày xưa em có thể chia sẻ lại xem là để cho các bạn khán giả hiểu là cái việc đỡ bóng, chuyển bóng của 10 năm trước ở một cái học viện như học viện Aspire nó như nào? Ví dụ đi, ví dụ như ở Việt Nam lúc em về em thấy chuyển bóng mạnh nhẹ như nào? Dạ vâng, thì lúc nước ngoài thì ta chú trọng về cơ bản nhiều. Rất là kỹ về cơ bản, về đỡ bóng, chuyển bóng, sút bóng, những kỹ năng mà những kỹ năng phải có trong bóng đá thì nước ngoài ta làm rất là kỹ. Dạ vâng, thì về Việt Nam mình, cơ bản Việt Nam ngày trước thì chưa được sát sao lắm như bây giờ. Trước thì về cái cơ bản mình không được tốt như bây giờ. Vâng, thì cái đỡ bóng nó cũng đỡ bóng chuyền bóng trước đi kia. Ví dụ ở bên thời đấy thì em chuyền thấy căng không? Dạ vâng, thì ở nước ngoài chuyền bóng rất là căng. Rất là căng, rất là mạnh. Nhưng khi về? Về thì Việt Nam mình chuyền không được căng lắm so với như ở bên kia ạ. Xong em suy nghĩ là sao lại nhẹ thế ạ? Dạ vâng, sao lại nhẹ thế? Sao chuyền nhẹ thế? Vì chuyền mạnh có những cái lợi thế, nói chung mà cũng tùy tình huống, nhưng mà ở nước ngoài thì có bóng đá ngoại anh thấy chuyền rất là căng. Căng lắm. Rồi. Thế tức là bản thân cảm thấy là nếu như mà thời điểm đấy mà lại được về như thời điểm này ấy, thì chắc là một cầu thủ trẻ chắc có nhiều cơ hội hơn nhỉ? Dạ vâng, em nghĩ là vậy. Rồi, thế bây giờ thì cái mong muốn gọi là trong tương lai lớn nhất của em là gì? Mong muốn trong tương lai của em thì trước tiên em muốn phát triển trung tâm bóng đá cộng đồng của riêng em, rồi sẽ học thêm cái bằng huấn luyện viên. Và sau này có thêm thu nhập thì sẽ giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn nữa, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ thì cũng ổn định hơn thôi, nhưng chưa phải là ổn định lắm, nhưng mà em muốn phát triển sau này. Một tháng gửi cho tiền dành cho bố mẹ nhiều không? Tùy thôi ạ, ít đâu nhiều anh. Thì cũng có lúc gửi ít, có lúc gửi nhiều anh ạ. Có lúc gửi nhiều. Thì làm được nhiều thì người ta thuê mình dạy nhiều thì mình được nhiều anh. Bây giờ là ngày nào cũng dạy? Đó, vâng, ngày nào em dạy. Trước khi em làm cái lĩnh vực này anh biết được là em có thời gian đi bán quần áo. Đó, vâng, em có bán quần áo online. Em cảm thấy cái nghề đấy nó khó không? Đó, vâng, đương nhiên cầu thủ thì khi làm nghề khác thì nghề nào cũng khó, nhưng mà quan trọng mình cố gắng hay không thôi. Thì em cũng được bạn bè tôi chỉ giúp, hiểu không? Nó đấy lỗ hay lãi? Không, bán online mình không có bỏ lỗ, mình không có bỏ vốn, mình chỉ có lời thôi. Vâng, nhưng mà đấy là cái nghề kiếm thêm thôi anh. Kiếm thêm thì bây giờ mình có nghề kiếm thêm càng tốt mà, còn nghề chính mình vẫn là về đi dạy. Bây giờ ra sân bóng nhiều cầu thủ trẻ, có nhiều bạn nhí có nhận ra mình không? Vâng, có, đa số ai cũng biết này. Vâng. Tức là mình, các bạn đã nhận ra, các bạn ấy cũng xin chụp ảnh, các bạn ấy hâm mộ. Hâm mộ nhưng thì trẻ con mà, ai cũng thích thầy mình là, thầy mà có tiếng tăm này kia thì trẻ con thích lắm. Các phụ huynh có nói gì phụ không? Phụ huynh mà thấy thầy mà nổi tiếng hay uy tín thì đương nhiên là muốn gửi con vào cho thầy rồi. Vâng. Điều em muốn truyền đạt lớn nhất với các bạn ở trung tâm bóng đá cộng đồng
Anh nói ý anh nói là về mặt gọi là suy nghĩ, về mặt tư duy. Theo em thì các con nên chơi bóng đá cộng đồng. Nếu mà các con có năng khiếu thật sự thì mới đi chuyên nghiệp thôi. Còn mà nếu năng lực của mình nó chỉ có giới hạn thì không nên đi chuyên nghiệp. Vì em nghĩ chuyên nghiệp nó rất là nhiều cái khó đó, không đơn giản. Để chơi thì chuyên nghiệp rất là khó. Thì em nghĩ là ở gần bố mẹ, vừa tập vừa đá bóng vừa với bạn bè này kia em nghĩ cũng sẽ tốt hơn. Còn trừ khi mà bạn nào đấy có năng khiếu thật sự đặc biệt thôi, là lúc đấy thì mình sẽ tính con đường khác. Cái lúc mà em ngay sau khi mà em trở về từ học viện Aspri được nổi tiếng như thế, thì bản thân em có tự nhận thấy là lúc đấy thì mình thực sự thiếu một cái người gọi là người định hướng cho mình không? Dạ vâng, lúc đấy thì em còn trẻ, lúc đấy cũng bồng bột mà, em còn trẻ mà, thì cũng cứ nghĩ là mình sẽ làm tốt con đường đá bóng của mình thôi. Mà thật sự đúng là mình thiếu người định hướng ấy. Thiếu một người định hướng. Dạ vâng. Thế cho nên là mới gọi là nhiều thứ mình chưa biết, mình chưa biết, chưa trải qua, mình chưa biết được. Dạ vâng. Và nếu như với các bạn học nhỏ bây giờ thì các bạn ấy, anh nghĩ là các bạn ấy sẽ lắng nghe những lời khuyên theo kiểu như em, tức là cần phải có một người thực sự định hướng cho mình. Dạ vâng, thực sự định hướng cho mình, một người định hướng cho mình thì mới đi đúng đường được. Dạ vâng, đúng đường, năng lực phải cố gắng, nói chung cố gắng tập luyện, cố gắng tập, vì cái gì cũng phải tập luyện nó sẽ tốt hơn những người nào, có khi người đã tốt hơn chưa chắc là thành công bằng những người tập luyện nhiều, cố gắng. Phải bỏ ra rất nhiều chất xám vào đấy mới thành công được. Thành công mà chưa nói tới, nhưng mà sẽ đạt được những cái mà mình muốn. Vâng. Bản thân em có tự nhận mình là một người, cái lúc mà gọi là nổi tiếng như thế, mình có thực sự mình là một người hay không? Em không nghĩ em hay, vì bóng đá thì sẽ rất có nhiều người hay. Mình là chỉ người, cũng không phải là thần đồng gì cả, mình chỉ là người may mắn được học ở nước ngoài, lúc đấy mình được may mắn thôi. Thì thật sự em nghĩ là có rất là nhiều hay. Nếu mà em hay thật sự mà hay như báo chí bảo là ba em thần đồng thì em không bao giờ như bây giờ. Thật sự em chỉ là người có tiềm năng thôi, em là cầu thủ có tiềm năng thôi. Tức là em có bực vì những cái bài báo người ta nói mình là thần đồng không? Dạ không, nói chung thì báo chí thì người ta có nghề riêng của người ta thì người ta biết gì biết, em không có. Nhưng mà khi mà nhận được những thông tin mà mình là người thần đồng như thế thì suy nghĩ như nào? Suy nghĩ thì em không nghĩ là em là thần đồng. Em nghĩ thì em chỉ cầu thủ tiềm năng thôi, thì dừng lại chỉ là mức độ tiềm năng thôi. Còn thần đồng thì không, thì báo chí thì nói sao mà nghe vậy thôi. Ok. Thế thì để cho mọi người cũng hiểu được là cái suy nghĩ của Thái Sung như nào. Giờ thì Sung sẽ chuẩn bị đồ đạc đúng không? Dạ vâng. Em mang những gì đi? Em thì để mang đi dạy. Một cái đồng hồ. Đồng hồ, một cái còi. À, một cái đồng hồ với còi ạ. Đơn giản thế thôi à? Đơn giản với lại đôi giày. Một đôi giày. Dạ vâng. Còn quần áo thì em chuẩn bị hết rồi. À. Một đôi giày. Đó. Ở đây an ninh có tốt không ấy? Đi phải tắt đèn rồi là các thứ. Đó, chứ. Tắt hết này. Tắt hết. Ok. Đi, bây giờ chị sẽ mời các bạn ra sân bóng để xem mà bây giờ một cái buổi dạy của Thái Sung nó sẽ diễn ra như nào các bạn nhá. Đi. Anh ra trước đi. Ok. Bây giờ Thái Sung sẽ đưa tôi ra sân bóng các bạn ạ. Đường xá ở đây đi lại em thấy có khác cho Đà Nẵng không? Dạ khác nhiều ạ. Đà Nẵng thì bé tí, ở đây rộng rồi ạ. Đây rộng, em cũng biết được đường chính thì em biết cũng nhiều. Cũng quen rồi anh. Có hay bị tắc đường không? Tắc đường quá. Từ 4:30 đến 7:00 tắc đường nhiều ạ. Mùa đông ở đây thấy có lạnh hơn nhiều so với cả Đà Nẵng không? Lạnh. Ở đây lạnh bút anh ạ. Đây lạnh. Ai mà không quen với cái lạnh ở miền Bắc này là... Vâng. Đây lạnh bút luôn. Tính toán là cho học sinh ấy học mà anh.
Từ chỗ em đi ra sân cũng phải vào gần nhỉ? Gần đây, đây tới rồi anh. Giờ chân cô dám đi đá phủi không? Đá được, đá vui được anh ạ. Đá, đá như đá với anh thì đá được. Đá với anh? Này anh đá hơi hay đấy, đừng có đùa. Không, ý ý là đá không chuyên nghiệp thôi, đá không chuyên nghiệp đá vui được anh ạ. Nói chung là có cái đam mê thì thi thoảng tranh thủ đi chơi trận bóng vâng. Cũng đỡ buồn, đỡ nhớ. Thế bây giờ đá xin lỗi, đá sân 7 ở Hà Nội thì đá vị trí nào? Sân 7 là đá đâu không được anh. Thực ra đá chuyên nghiệp thì bọn em chơi đâu cũng được. Chủ yếu cho anh đi đá phụ cho mấy anh đá. Mình thì mình phục vụ cũng được. Chuyền bóng. Thế, em mà đã xác định mà cưới lập gia đình ở đây thì chắc là cũng phải tính đến chuyện nhà cửa đúng không? Dạ vâng. Nhà cửa. Thôi cố gắng. Cố gắng thôi anh. Đấy, tôi đang có mặt tại sân bóng nơi mà có Thái Sung đang chuẩn bị đồ đạc. Thì các bạn, tôi sẽ quay cho các bạn Thái Sung để các bạn biết được là Thái Sung trước mỗi buổi tập thì sẽ phải chuẩn bị những cái gì các bạn nhá. Đây. Đây là gì hả Thái Sung? Dụng cụ tập luyện anh ạ. Tức là dụng cụ của tập luyện của các bạn là... Dạ vâng, dụng cụ tập luyện. Trong này có bóng bánh, bóng dụng cụ đầy đủ anh ạ, mắc cơ, mắc kiếp. Tôi và Thái Sung vừa đi ở đây thấy một cái sân bóng khá là mới, đẹp. Từ nhà ra đây chưa 2 cây là cùng nhỉ? Chưa được 2 cây anh. Chưa được 2 cây, gần. Ở đây phải đầy cẩn thận. Ôi trời. Đi, anh đẩy giúp em rồi. Cẩn thận, rơi. Được rồi. Rồi, sẽ em cảm ơn ạ. Rồi. Anh cho xuống các bạn. Ở đây có cả học sinh người nước ngoài hả em? À, không, đây không phải học lớp em, đây không phải lớp em. Nhưng mà lớp em có không? Có một bạn. Người Nhật đây ạ. À, người Nhật. Đấy, anh em nhìn dụng cụ để cho các bạn học nhỏ tập luyện như chuyên nghiệp không? Có cả mắc cơ. Bây giờ học sinh bây giờ sướng đầy đủ hết này. Ngày xưa mà thời của bọn anh mà cũng được tập luyện như này không khối thằng lên chuyên nghiệp rồi. Toàn Ronaldo Messi rồi. Đây các bạn nhìn tập nhìn này. Những cái này thì các bạn bảo ngày xưa làm gì mình có cái chuyện như này. Ngày xưa chỉ có gạch với cả các thứ thôi. Đấy bây giờ đủ các dụng cụ tập luyện chuyên nghiệp. Chân nào em mổ ấy? Đây chân trái ạ. Chân phải à? Chân trái ạ. À, chân trái à? Trái ạ. Sếp cái này là mình cũng phải tính chứ đúng không? Tính ạ, phải tính anh. Tính hết. Ngày xưa mình cứ thắc mắc là không biết các huấn luyện viên là sếp marker như này là sếp theo kiểu như nào? Phải tính cho anh, phải tính 20 hay là 40 hay là 10 hay là tùy phải tính hết ạ. Sếp vào đấy. Đây là bài gì? Em làm sức nhanh. Chạy nhanh. Sức nhanh. Sức nhanh là mình cải thiện là tốc độ. Tức là nó sẽ chạy. Chạy tốc độ. Trẻ con nó sẽ chạy tốc sức độ. Sức nhanh là tập tốc độ ạ. Ừ. Rồi. Tôi tí chắc là tôi thử chạy phát xem tôi bằng bằng các bạn trẻ con không? Đấy. Anh em nhìn thấy không? Chuyên nghiệp luôn mà. Không phải đơn giản đâu. Em rất sức nhanh. Ok.
tôi bắt đầu với hình bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ngày xưa. Ra xếp bắc cơ các thứ. Thế là bài gì hả em? Bật anh ạ. Tức là mình phải nhảy qua đây à? Bật. Vâng. Tí anh xem. Tí anh xem à? Uầy, phức tạp phết nhở. Trẻ con giờ bài bản thôi, bài bản cầu kỳ phết đấy chứ. Không hề. Hôm trước mà cái này không có, hôm trước phải đi làm cái mấy cái ống nước á, để làm rào. Còn bây giờ cái này đúng rồi. Tức là mình sẽ phải nhảy vào đây à? Đấy qua ạ. Bật này, bật nó tốt cho gối với lại cổ chân, không bị chấn thương. Tức là bật qua hẳn đây luôn hay là bật vào trong? Bật vào trong, bật qua cũng có, bật trong cũng có. Bật vào đây. Đấy. Tôi cũng đang muốn tập chuyên nghiệp các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy còn cả những cái mắc cơ vòng tròn các thứ. Tí nữa chúng ta sẽ quan sát xem là một cái buổi tập nữa như nào. Những cái này có đắt không hả Sung? Anh kiên sắm anh ạ. Anh không biết. không đắt lắm đâu anh, được. Ừ. Ý là tìm mua những cái này ấy. Thì bây giờ nó có bán phổ thông không hay là mình phải... Nó Shopee, Shopee đang đẩy bán nhiều lắm. Bây giờ người ta bán nhiều đúng không? Bán nhiều ạ. Một, hai. Chị. Đây, để xếp cho. Em đang quên rồi. Cái này không cần. Những cái bài như này mình có áp dụng được cái gì từ khi mình ngày xưa mình đi tập luyện ở bên Astrid không? Có chứ anh, có. Ví dụ về cái này quan trọng lắm, nó không chấn thương. Nhất là nó giúp cho đỡ chấn thương, hai nữa là nó sẽ giúp cho cải thiện tốc độ hơn. À. Tức là cũng hơi ảnh hưởng từ một chút mình học lên bên kia về đúng không? Cái gì ở kia? Đây là giáo án của một người đã từng học ở bên Astrid về các bạn ạ. Đấy, tôi thấy đầy đủ sự chuyên nghiệp luôn. Ý là tôi phải tập thử xem là tôi có theo cái giáo án này không. Tôi đang hình dung là sẽ chạy vòng vòng, chạy đến đây xong dừng lại một chút, xong chạy đến kia dừng lại một chút, kiểu đấy. Được bác. Có cả bóng hơi các thứ kìa bạn kìa. Cái này các bạn sẽ đứng lên đúng không? Vâng. Để cho đỡ đầu gối đúng không? Thăng bằng với lại gối, cổ chân. À, cái này chỉ cỡ trẻ con nhỉ, chứ người lớn mà đứng ở đây thì làm sao mà chịu được. Ủa. Cũng được đấy các bạn ạ. Lấy cái này xong rồi nó đầu gối nó sẽ khỏe đầu gối hơn. Hiểu rồi. Bắt đầu. Hiểu. Đâu đầu gối em mổ đâu? Đây anh. Mổ đây. Đây là dây xuống trên đây, đây là dây chẳng phía trước. Tức là mổ hai lần là hai chấn thương khác nhau đúng không? Cũng giống nhau hết. Lần thứ hai thì em cũng giao trước luôn. Bây giờ có đau không? Không ạ.
bê đỡ hơn đúng không? Bê thành 1, 2, 3 vết sẹo. Đúng không? Dạ vâng. Cái này là nó sẽ lấy, thường anh cũng mổ lấy gân. Nó lấy gân hoặc là xong rồi lấy sụn cá mập. Nó nối, nó làm cái mối nối. Lần thứ hai thì em không có gân nối. Gân ngỗng, mà thường gọi là gân ngỗng. Lấy có, thì... có gân nhân tạo không anh? Ừ. Anh thường nó lấy từ gân của chính mình ấy. Vâng, gân chính mình không có mà chân em hết gân rồi, lấy gân khác. Thì chân em mỗi lần đầu nó lấy gân rồi. À. Thế lần thứ hai là lấy gân nhân tạo. Vâng. Bây giờ thì không đau đâu, đúng không? Không, bây giờ không đau. Chơi nhẹ nhàng được đúng không? Tới trời thì hơi nhức tí thôi mà được ấy ạ. Đứng nhiều làm nhiều cái mỏi thôi. Trong tất cả các kỹ năng thì gọi là sở trường của em là kỹ năng gì em thấy tự tin nhất? Cơ bản thôi ạ, cơ bản. Đỡ bóng, chuyền bóng cơ bản. Chuyền bóng sút thì không mạnh nhưng mà sút chính xác. Được thôi. Đi bóng thì sao? Đi bóng được. Cơ bản thì được, cơ bản được. Cơ bản đi bóng được. Cơ bản thì học từ bé rồi nên cơ bản được ấy ạ. Ok, chắc chờ học viên đến. Rồi 2, 4, 6, 8, 10, 14. Sức khỏe sao nhỉ? Sức khỏe sao? 10 điểm. 10 điểm á? Không, không 10. Sao? 8, 8 rưỡi. Chạy thầy nhắc thêm này. Thầy Phương nhắc kia không? Thôi chạy nhá, chạy Cương chạy thầy 2 vòng đi, 2 vòng nhá. Nối vào luôn con, nối vào luôn. Nối vào luôn. Nó mềm nhỉ? Tú ơi, Tú. Bóng mềm, bóng non đấy. Bóng non. Em cầm đi. Quân. Sinh đang ra đây, hôm nay hơi ít, bình thường tầm 20 người, hơn 20 người. Đây, như các bạn thấy thì sau khi mà xếp xong là các bạn sẽ bước vào tập. Và cái buổi tập thì diễn ra trong vòng 1 tiếng 30 phút rồi ạ. 1 tiếng 30 phút. Tức là mình sẽ tập luyện như này để các bạn ấy khởi động kỹ càng. Kỹ càng. Sau đó là vào bài tập chính. Giờ thi đấu. Nhanh. Chạy lên, không đi bộ đâu, chạy lên đi. Về đây ba hàng đi. Ba hàng dưới này các bạn. Bỏ hàng vào đấy đi. Ba hàng dưới này. Chia đều thôi nha. Chạy lên đi. Có bao giờ em phải quát các bạn không? Có. Bắt buộc phải quát, phải mắng à? Phải mắng. Vì làm nghề không hiền nữa. Hiền thì không trẻ con không nghe được. Ừ. Tùy đầu tối nhá, u chính kia là khó nhất kìa. Ừ. U chính kia là nó bướng nhất. Nó không phải bướng nhất mà nó chưa hiểu được, chưa vì cái não chưa phát triển hết được nên mình nói nhiều lúc chưa hiểu được. Còn đây là U13, U13 là đầu tối này đang ương. Ừ. Tính cách sẽ đang dậy thì anh kiểu nó sẽ cũng khó. Nói chung thì mỗi u có một cái hai riêng. Ừ. Mà sẽ một hai riêng kìa. Với việc của các bạn ấy khó bảo ấy thì mình mắng các bạn ấy thì ý là thái độ của các bạn ấy tiếp thu như nào? Tiếp thu nghe ạ. Phải nghe. Bắt buộc phải nghe. Không nghe cho ra ngoài, hoặc là mình có thể mình có hình phạt gì không? Hình phạt. Mình cho ra ngoài luôn hay là mình đá nhưng mà tùy, mình đá nhẹ nhẹ thôi, mình cứ cảnh cáo thôi. Cảnh cáo. Này mình hoặc là mình cho ra ngoài đứng không cho thi đấu. Ừ, được không? Thì phụ huynh người ta cũng tin tưởng này. Phụ huynh có ví dụ phụ huynh thấy mình mắng hoặc là thấy mình gọi là phạt như thế có ý kiến gì không? Ủng hộ luôn. Ủng hộ. Tức là phải cho phạt như thế thì mới. Thì có con thì lúc trước em chưa hiểu được. Sau này anh dạy mấy anh em ơi, hỏi anh kia anh chỉ cho những cái mình bắt buộc phải làm như vậy. Ngày xưa em đi tập như thế thì có bị mắng không? Có hết. Có hết. Thế mình giống như ngày xưa như mình bây giờ luôn ạ. Ừ. Nhưng mà thầy không nghiêm khắc. Nghiêm khắc thì không có thành tài được. Ừ. Wow. Bố mẹ của các bạn ấy có chia sẻ nhiều về chuyện muốn con học này khỏe mạnh hay là như nào? Là khỏe mạnh. Hay khỏe mạnh, hay là đương nhiên là ai cũng muốn con tiến bộ hết. Thì nếu như mà có bạn nào mà tiến bộ nhanh phát triển tốt thì có thể muốn đi chuyên nghiệp ví dụ vậy. Ừ. Có bao giờ em nghĩ là mình kiểu sẽ làm một cái tấm gương
như thế nào đấy về từ ăn nói phong cách như nào đấy để các bạn nói theo không? Tập mưa thì em chưa nghĩ đến huấn luyện viên nào hết. Không, anh đang muốn là anh đang muốn hỏi là kiểu mình có ý thức được là mình sẽ là một cái hình ảnh để cho các bạn này này, các bạn đã nhìn vào không? Có. Thì mình cố gắng truyền đạt hết những gì mình có, mình học được thì mình, em đúc kết được là em truyền, em cố gắng em hỗ trợ cho các con tốt nhất có thể. Trung tâm của mình là tên là Idol Kid đấy. Thì thực ra đến ngày hôm đến thời điểm này của chương trình thì cũng chia sẻ với các bạn như thế để về cuộc sống của Thái Sung để các bạn có thể hiểu hơn. Và nếu như các bạn quan tâm và có con em muốn học ở đây đúng không? Thì bây giờ anh có thể liên hệ ở đâu nếu như anh có cháu? Thì anh có trang fanpage Idol Kid với lại anh số điện thoại nào không? Đã có số điện thoại trên đấy luôn. Và địa chỉ là 180 Đình Thôn này. 180 Đình Thôn. Đúng không? Đấy thì cũng qua đây cũng chúc cho Thái Sung với cả trung tâm Idol Kid có thêm nhiều học viên nhỉ. Cảm ơn. Đấy là cái mà anh nghĩ là thiết thực nhất đúng không? Cảm ơn. Thứ hai là học cái bằng C. Để sau về tương lai mong muốn là trở thành một huấn luyện viên. Trợ lý, sau đấy là trở đến huấn luyện viên. Và tiếp theo thì cũng hy vọng rằng là các bạn khán giả sẽ có những cái lời chia sẻ nào, các bạn có thể để lại những dòng comment. Tại vì chắc chắn là Thái Sung lúc này thì cũng đang rất cố gắng để đi một con đường vẫn là bóng đá nhưng mà không phải là một cái con đường như chúng ta kỳ vọng từ cái thời cách đây 10 năm. Nhiều người nói là thần đồng nhỉ, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhưng mà câu chuyện là không phải như thế. Bây giờ thì sẽ là một cái hướng khác. Chúc thành công nhá. Các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh Tết Trần TV và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các chương trình thăm cầu thủ ở những số tiếp theo. Xin chào. Chào các bạn. Phải nhắc nhá, bây giờ làm sức nhanh nhỉ, yêu cầu sức nhanh nhá. Sức nhanh biết tại sao làm sức nhanh không? Còn ai biết giơ tay? Sức nhanh đâu phải thể lực, sức nhanh không phải thể lực. Sức nhanh là gì để làm gì? Sức nhanh bây giờ nha, có hai cái nha, sức nhanh thứ nhất là mình cải thiện tốc độ. Cải thiện tốc độ, độ tuổi các con bây giờ các con cải thiện tốc độ nhưng các con khi các con lên 18 tuổi nữa thì con không cải thiện được. Được chưa? Nhưng bây giờ mình phải cải thiện tốc độ ngay bây giờ. Và cái thứ hai nữa là cũng khi mà các con làm đúng động tác á thì phải tránh được chấn thương. Chấn thương cơ bắp, những cái xương cơ phần dưới à nhá. Thì yêu cầu làm đúng động tác nhá. Bài đầu tiên nhá. Bạn chú ý quan sát luôn. Cố gắng dừng, cố gắng đếm trong đầu 2 giây nhá. Đứng vào đây con, đứng vào đây hết đi. Đứng ra nguyên, đứng vào đây. Đứng ra ngoài này, chỗ thầy chạy mà. Đứng ra ngoài này đi. Đứng ra ngoài này đi con. Rồi, lùi là 2 bước đi, lùi là 2 bước nào. Ok, cố gắng đếm trong đầu 2, cố gắng dừng nhá. Bước nhỏ nào. Dừng. Dừng nhá, dừng lại 2 giây xong rồi lùi lại nào. Rồi, bước nhỏ. Dừng. Lùi lại. Không, đừng có bật, không bằng bật đâu. Cái này hơi khó bật. Dừng lại đi. Rồi. Lùi, quãng trong đầu 2 giây nhá, bước nhỏ tiếp tục. Bước. Rồi lùi. Mình làm 2 lần thôi nhá, bây giờ phải làm nhá, 2 lần. Lùi. Lùi, thấp trọng tâm nhá, rồi. Lên đây nhá. Đây nào, một chân. Tốc độ. Được chưa? Thầy làm chậm nhá nhưng mà các con khi vào làm nhanh nhá. Làm nhanh nhá. Rồi động tác thứ hai nào, động tác thứ hai nhá, nhìn nhá, bước nhỏ. Di chuyển ngang nào. Được chưa? Động tác thứ hai, động tác thứ ba nhá. Rồi tốc độ lên, một chân thôi nhá, một chân. Rồi ra cuối nhá, bật hai chân. Động tác xoay sở nhá, đây động tác xoay sở nào. Tốc độ. Được chưa? Chi đi, chi hàng đi. Cái này đừng có bật pin gió nhá, không bật đâu. Cái này không bật được. Cởi ra đi, cởi đấu lại đi. Nhanh. Đừng có bật nhá. Đây đừng có bật nhá, đứng đây thôi. Tới.
1. Nhá, đừng có bật nhá, đừng có bật, bật không được đâu. Mấy lần đấy? 2 lần thôi, rồi chạy thôi. Tính thời gian nhá, tính thời gian nhá. Dừng lại, dừng gió, thấp tầm tâm xuống một tí mình gió, thấp tầm tâm xuống tí nào. Ok, ok, giữ nguyên, đúng rồi. 2 lần thôi mình gió rồi, 2 lần thôi con, 2 lần thôi, 2 lần thôi. Thấp bậu đi. Ờ, đi luôn Thái. Dừng lại, 3 giây, tầm 3 giây nhá. Thấp bậu nào.